Xin chào tất cả mọi người nha. Thì đúng như cái lời hứa thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về những cái món đồ đi công một loại nha. Tại vì mà ở tẩy điểm này kia thì mình đã làm rồi và nói chung có bạn yêu cầu á, không phải là mình nói là yêu cầu về một loại đồ á thì này là mình lấy ý kiến từ nhiều người là thứ nhất, thứ hai là mình theo cái phong cách là cày chay là chính. Kênh mình chủ yếu là cày chay là chính. Đây là ý kiến từ nhiều người nha, cũng như mình thấy nhiều bạn là đồ thế thì mình chia sẻ lại cho các bạn thôi, còn mà đồ cao thì mình không có. Với lại thứ thêm một lần cái nữa là đồ này thì không phải là các bạn đó là kêu là làm về một loại để mà bạn ấy đi khai ám thôi, chứ không phải là mới tẩy được, mới chơi mà được người ta cho ạc á, nên bạn ấy là đi khai ám thôi. Còn vấn đề như là rồi tiêu cái mỏ như là kiểu như đi đánh người ta thì mình không có chắc nha các bạn, mình không chắc đánh người ta thì các bạn phải chịu cái phần mà thiệt hại cái khay này kia thì đó là mình thua. Xin nhắc lại là kênh của mình chủ yếu là mình làm theo cái chủ đề về cho dân cày là chính. Tại vì khả năng mà các bạn cày nó ok, mình đi hướng cho những bạn mới chơi. Còn việc mà cao hơn nữa, nó quá xa vời như những bang lớn này kia hoặc là cái sự kiện này kia này, đánh nhau đâu đủ thứ hết á. Nói chung là không phải là cái gì mình cũng biết đó. Nên mình học từ nhiều người đó, thì cái này theo hướng mà mình đã từng trải qua thì mình chỉ cho các chia sẻ lại thôi. Mình chia sẻ lại, ở đây mình dùng từ chia sẻ là không phải là mình chỉ dạy gì ai hết nha. Mình chỉ chia sẻ những cái mà mình biết thì mình mong là các bạn xem để tham khảo cái ý kiến thôi, nó tham khảo thêm để mình biết thêm một tí thôi, chứ không phải là mình nói là đúng hết 100% đâu. Hôm nay là tiết mục đồ công một loại nha. Tẩy điểm này kia thì mình chỉ rồi, các bạn xem giùm mình. Này mình sẽ để cái bên cái danh sách phát series tân thủ, các bạn có thể là xem tham khảo nha. Bên này kia. Ở đây thì đầu tiên thì mình sẽ về công một loại trước mọi người. Công bộ. Nói chung là tay thuận nha. Mình sẽ để đồ như đây. Đấy. Thì công á, đồ công nó sẽ khác với đồ thủ. Đồ thủ thì hai thường thì các bạn ở cấp 60 các bạn, nếu mà các bạn đi khai án này kia thì lên 60 là bình thường đó, thì hai cái món này là thủ là chính, nhưng mà công thì ít người ai chịu xài lắm. Nếu mà công về một loại bộ thì thường ở đây là mình nói thường nha, tại vì mình sẽ không nói về các vấn đề như là cham hay là đồ đại đế gì này kia thì mình không nói. Cái là đồ cày chay này kia là mình các bạn có thể lên, hoặc là những bạn mới này kia có. Roi kinh hải, ở đây roi kinh hải là công về bộ, tại vì nó có ATK bộ, Deathstep bộ và hai cái dưới Sida, nó có liên quan. Thì ATK bộ và Deathstep bộ nó thì cái này thường người ta sẽ dùng để công bộ nha, công bộ là chính. Còn như một số cái mà các bạn có thể thấy là lên về cái này đó, mình thấy là các bạn dùng cái này là lưỡi cưa lửa. Cái này thì mình ít thấy ai xài, nhưng mà vẫn có người xài, cũng một số nhiều. Ok tạm, nhưng mà ATK bộ nè, Deathstep bộ nè, nhưng mà nó có thêm máy bắn đá. Đây đây là 4%, đây là 2.4. Ở đây là 4.5. Và như Deathstep là 2.4, cái này là 1.5. Quan trọng trên chiến trường có thể là thấp B nhiều ra, chứ Deathstep nó không cần nhiều lắm nha. Ở đây thì mình thấy là công bộ thì các bạn có thể dùng cái này, tại vì cái điều kiện mà lên cái này nó ok hơn so với là lên cái này là nó bị cay lắm nè. Cái này thì thường thì các bạn sẽ mở hộp với là tham gia sự kiện này kia đó, bây giờ có sự kiện đỏ quà đó thì nó dễ lên, nói chung là cũng được, nhưng mà thà mình lên cái áo để mình lên được đét các bạn. Thì công bộ tốt nhất là các bạn có thể là dùng Rocket Hải. Thứ hai về công kỵ, mình nói là bộ cung kỵ đi, nó theo cái thứ tự là bộ cung kỵ. Vậy là bộ nè, cung á thường thì mình sẽ thấy mọi người thường là sẽ xài về cái roi rồng, nó tăng ATK và HP cung. Cái này là HP cung là mình thích lắm luôn, tại vì nó kiểu chiến trường thì chủ yếu là HP nó. Deathstep thì nó cũng không cần, nó kiểu như vượt qua ATK nó vượt qua là chịu ATK và HP đó. Thì mình thấy là ok về cái roi rồng này dùng để công cung nha. Về công kỵ thì thường thì mình sẽ thấy mọi người là xài gậy tù va, nó gậy tù va này công kỵ ATK và Deathstep kỵ, nó sẽ công kỵ về chính. Các bạn để ý người ta vẫn xài cái này công kỵ không?
cái này thường mình cũng không biết là người ta xài ít ít ai chỉ xài cái này đâu. Đó, cái này kiểu như cấp thấp thì xài. Nhưng mà cái này công kỵ, các bạn nên dùng gậy tù và nha. Ok, thường các bạn không ai ít ai mà chịu lên cái chảo công lắm, tại vì tốc độ di chuyển nó bằng với thường người ta sẽ làm một cái combo về cái con này là con báo, thì thường sẽ là cái bộ của nó người ta sẽ không có xài cái tay thuận. Tay thuận người ta không xài, tại vì tốc độ di chuyển người ta có thể dùng cái đây kiếm lực kích, tốc độ di chuyển này 2.4, thì ở đây nó cũng như nhau thôi các bạn, tốc độ di chuyển là 2.4 này. Thì thường người ta sẽ xài cái này để người ta thu thập luôn, tăng sức chứa quân đội, tốc độ thu thập ngon hơn là xài cái tay thuận đó. Đây là không liên quan nha, mình nói thêm là bộ là roi kinh hải, cung là roi rồng và kỵ là gãy tù va. Tới phần nón, nón á, về mặt bộ thì mình thấy là thường các bạn sẽ được dùng, để mình xem lại một tí nha. Bộ thì thường mình sẽ thấy là công về mũ quái vật. Mũ quái vật là tại vì nó thường nó sẽ là ATK bộ này, ATK bộ, HP quân đội, là ok hai cái này. Tại vì công kỵ nó đâu có đem kỵ đâu mà liên quan kỵ. Thì bộ thì thường các bạn người ta sẽ xài cái này. Đây nè. Còn kiểu như cung á, cung thì người sẽ chuyên về cái vương miện xương rồng hơn. Đấy thì cung thì xài cái này. Còn kỵ thì mình thấy vẫn xài kiểu như kỵ thì ở đây là ATK là HP quân đội, ATK kỵ. Đây là ATK kỵ. HP quân đội là 2.4. Này các bạn xem nó không ạ? ATK kỵ là 4 chấm này. Đó thì ATK kỵ là 4.8. Ở đây là HP quân đội 2.4, đây là 3.2. Thường thì công kỵ người ta sẽ xài cái mũ công nghệ. Đấy thì thường người ta, đây là mình thường thôi nha. Còn các bạn muốn lên sao lên công kỵ, các bạn muốn lên cái này cũng được. Nhưng mà điều kiện để mà lên mũ ông công nghệ hoặc là mũ quái vật á, thì mũ quái vật hình như là nó khó kiếm hơn rất là nhiều so với mũ ông công nghệ. Nên cái này công kỵ ok, bộ thì xài cái này. Tại hai cái này chả có cái nào là bộ cả, hai cái trên đây thì thường bộ sẽ này cái này kỵ đây và cung ở trên. Tới áo nha, áo á, về công bộ thường mình sẽ thấy là người ta sẽ xài về áo quái gai. Áo quái gai thì nó ok, nó về tất cả về bộ, hết là bộ, hai cái bộ à, ATK bộ, HP bộ và cộng thêm HP quân đội là bộ nó trâu kinh khủng. Nhưng mà cái này thích hợp để thủ thôi các bạn, ít ai mà chịu dùng để đi công thì ít, tại vì nó có kỵ hoặc là ATK bộ á, kỵ chủ yếu là kỵ. Cung á thì sẽ dùng công, tại vì cái này mình không có chuyên về đi đánh các bạn, nên mình chỉ tham khảo, mình xem, mình chia sẻ lại thôi. Đây thì đây là bộ nè, ở đây là cung. Thường tại vì ở đây không, hai cái này đâu có cái nào cung đâu. Tại vì cái nào cao mình lựa cái nào cao. Mấy bạn không có lựa mấy cái món như này nha, tại vì nó từ lưa hết trơn, không có xài được, công không có được. Cung thì mà các bạn có thể là dùng máy cứng, tại vì nó ATK tầm xa. Đây chỉ có cái này thôi, mấy cái kia hình như nó không có. Mấy cái này nó đâu có, hoặc là cham nó lính cham. Nhưng mà cái này mình không có review cham các bạn. Thì cung các bạn xài cái này. À, còn kỵ thì lên cái này. À, tại sao kỵ thì thường là phải lên cái áo quái gai mình mới nói là nó dùng thích hợp đi test. Ở đây các bạn nên phân biệt về cái ATK này kia đó. Thì ATK ở đây là kỵ là 4.8. Nhưng mà ở đây thì chỉ có 4 chấm thôi. Đó, thì nó hơn trên lệch nhau là nếu mà càng lên thì nó càng nhiều. Đó. ATK kỵ lên 42, cái này mới lên 35, nó trên lệch vậy đấy. Này có đếp xếp quân đội nhưng mà ở đây nó có HP quân đội, HP ok hơn các bạn. Đáng tiếc là ở đây nó không phải là nó không có cung ấy, chứ nếu mà có cung mình xài cái này cũng được. Nó này hoặc là HP này ok hơn. Đó. Thì cung thì tại vì nó có ATK cung mình mới lấy thôi. Còn này thì kỵ ok này. Còn này tập chuyên về bộ luôn nên mình xài bộ này. Tới đó giày. Giày á, ở đây mình nói trước là về bộ. Bộ thường thì sẽ được hai món ưa chuộng nhất. Đó là về hắc dạ hắc long và giáp chân bảo tố.
Giác Long á thì nó chuyên về bộ cung, nhưng mà nó thích hợp về deck, cả hai món này đều deck ok đó. Nhưng mà về ATK thì thằng Chân Bảo Tố nó ok hơn, kiểu như nó, chỉ số nó cao hơn. Mình nói bộ trước nha, chỉ số nó thằng Giáp Chân Bảo Tố nó cao hơn, nhưng mà đồ mỗi người là mỗi khác nhau, và cái nguyên liệu á thì thường á các bạn sẽ lên về vuốt Hắc Long. Hắc Long tại vì cái nguyên liệu nó dễ kiếm hơn, cho tới cái này thì nó hơi chua. Nên bạn nào có điều kiện lên cái này, điều kiện mạnh lên ngon, ATK lên cao. Còn mà nói mà để đi khay ám đi đánh người ta thì lên cái này là ok luôn. Mấy bạn mới chơi đó, mấy bạn chơi rồi lâu thì biết. Còn mấy bạn mới chơi thì mình được cho ạc á, nó sẽ được nhận những cái lên cái món này ok này nha, công bộ. Còn công cung, cung thì lên dạy Hắc Long thôi, tại vì ba món đâu, mấy món này đâu có cái nào cung đâu đó, thì Hắc Long, búa Hắc Long mình cứ kêu là dạy Hắc Long, mình cứ quen quen ấy. Còn công kỵ á, ở đây á là công kỵ thì thường người ta sẽ xài cái này ok này, chốt luôn, chốt cái này luôn đẹp, tại vì nó ATK kỵ nó tới 6%, nó chuyên về kỵ hơn các bạn. SF quân đội, HP kỵ đó, ba cái. Còn cái này thì nó chỉ có là ATK kỵ, SF quân đội, HP. Ủa sao nó cũng ngang ngang ta, ATK nó hơn này, ATK nó 4.8, ở đây là 6 chấm này, HP kỵ là 4.5. cái này có HP quân đội nữa các bạn, HP quân đội là 1.5, nó sẽ xa hơn, nó bỏ xa hơn. Rồi SF quân đội là 2.4, SF quân đội là 3.2. Nhưng mà ok, lấy thường thì cái nào cũng được, các bạn thích cái nào cũng được. Nhưng mà cái này ATK cao thì thường người ta sẽ xài, nhưng mà mình cũng thấy ít ai chịu xài cái này, cũng ok nhưng mà ít ai xài. Rất nhiều thành viên người ta xài. Còn bộ vô địch thì các bạn xem chỉ số nha. Tay nghịch thì về bộ lấy đâu ta, tôi quên rồi đó. Bộ thường thì sẽ được dùng ở tiếng gọi biển sâu, một phần là bộ ATK bộ này, nó HP bộ này, được hai cái này là ok. Còn mấy cái phần còn lại thì mình thấy nó không có được lắm. Ở đây không phải bóc phét đâu, nó bộ người ta xài bộ này. Về kỵ thì ở đây thì có kỵ, thường một số người chỉ sẽ chịu xài về găng Hắc Long, hoặc là lớn hơn thì là dùng kinh bất tử ok hơn. ATK và HP kỵ nè, ATK kỵ và HP kỵ. Ở đây thì nó chỉ có ATK kỵ và HP quân đội, nhưng mà 3.5, 3.2 nè. Đây là 3.2, 3.2. Ok. Sao tụi nói cái nó chết cái đời của người ta vậy? Khoan các bạn. 3.5, 3.2 ATK, HP quân đội. Không, nói chung là thường cái này sẽ được ưu tiên hơn. Nhưng mà dân, nói chung dân nào chơi mạnh thì chơi, nói chung hai cái này có nào các bạn lựa cũng được. Mình này mình chỉ cho các bạn ý kiến để tham khảo thôi. Đó là một trong hai món, các bạn thích món nào thì các bạn lựa món đó. Nhưng mình thì mình nói là đồ đẹp thì mình lấy, chứ không có nói là đếch được thì có hay không. Cái nào thích thì mình lấy, như mình thì mình lấy kinh, tại vì nó đẹp hơn cái găng tay. Với lại cái găng tay mình sẽ lên dày, để nguyên liệu lên dày. Còn các bạn đi khay ám đồ các bạn bao la thì các bạn giàu, các bạn phải lên được cái nào ok thì các bạn lên đó. Này còn cung á thì nhất thiết là kinh bất tử rồi, không nói nhiều. Ok, cái này. Mấy cái khác thì mình thấy nhiều bạn dùng cái này, không, cái này đi test các bạn, mình nhầm. Kinh bất tử nha, cung nữa nha. Còn tay nghịch đi, phụ kiện. Thường nếu mà công bộ thì mình sẽ thấy những người đi công á, người ta sẽ dùng hai chén và một lọ kinh hại nha, thường như vậy. Còn cung á thì là một chén hai nhẫn, hoặc là hai nhẫn một chén, kinh thích cái nào hai cũng được đó. Hoặc là ba, có điều kiện á, nếu mà công bộ á ba chén, hoặc là cung ba chén, đó là chuyện bình thường, tại vì nó cái chỉ số nó nằm ở trên này, 4-4-4-2-2 nè. Ok, thường sẽ là người ta sẽ lên về nghiêng về hai cái này nữa, ok. ATK nhưng mà ở đây tại vì nó ở đây nó cũng HP bộ, ATK bộ, HP bộ để xếp quân đội, cái này nó ok này, bộ thì nó ok hơn này. Nói chung là chén lên ba chén cũng được, hoặc là kết hợp sự phối đồ cũng được, rồi điều kiện thì lên ba chén. Còn không á, thường người ta sẽ lên công ba chén cao đau lắm, hai chén một nhẫn
hay là một hai nhẫn một chén tùy theo điều kiện của các bạn. Lọ này hai chén hoặc là một bộ thì ba chén hoặc là hai chén một lọ. Cung còn kỵ. Kỵ thì các bạn thường thì sẽ thấy người ta ta phát cái này người ta đi vòng ngàn người ta đi, nhưng mà thật sự là người ta lấy tốc độ di chuyển thôi, chứ không phải là người ta đem đi công đâu, hoặc là người ta tốc độ di chuyển để lính người ta đi lấy đồ thôi nha. Còn mà công á, để mà người ta đi rally này kia, thường người ta sẽ dùng trống, full ba trống, nhưng mà ít nhất cũng cam hoặc vàng hoặc cam nha. Tại vì đi đánh người ta mà xách đồ tím là cũng thua với người ta thật, đâm không cháy nổi luôn. Chênh lệch nè, cung à, tím là 10% nè, lên tới 16% là chênh lệch 6% rồi nè. Lên này nữa là hay là chênh lệch tới 12% rồi. Chênh lệch 12%. Nó chỉ cần cách hai nhẹ hai cấp một cái là chênh lệch gấp đôi liền. Hơn gấp đôi thì người ta sẽ dùng là trống. Công ba trống nha. Đây đồ này mình cũng review hết rồi các bạn. Các bạn xem thì các bạn để lại mình một like nha. Đây còn một con quái năm. Còn mấy men chơi gì chơi đi. Vấn đề như là nhiều bạn sẽ thấy rất là vui mừng khi mà một cái cập nhật mới. Đó là cái này nè, hôm trước thì mình có review rồi, nhẹ nhẹ. Thì nó tăng về các chỉ số. Các bạn gầy chay rất là mừng. Mừng cạn lời luôn, mừng khóc rơi nước mắt. Nhưng mà những người biết chơi rồi, người ta sẽ khóc rớt nước mắt thật sự. Tại vì mấy thằng nạp nó lên mau không các bạn. Bây giờ hiện tại nè, đồ mình nè, 1 sao, 3 sao. Ở đây này bữa hổm nó lên tàu lao bỏ sao. Đó thì đồ được bao nhiêu này, ATK nè, tới các kiểu nè, đủ thứ hết. Nhưng mà các bạn nhớ rằng mấy thằng nạp nó lên còn nhanh hơn các bạn nhiều. Bây giờ nó gần full hết rồi, mấy nạp nó lên nó muốn full hết rồi. À, thì ở đây mình sẽ cho một cái bằng chứng minh. Ở đây mình được bao nhiêu sao nhỉ? 4 sao, tính hết luôn đi. 1 sao, 4 sao nè ha. 4 sao. Ở đây các bạn lên thấy đây các bạn phải lên xếp hạng sức mạnh và thế giới. Đó, 41 tỷ này. Đây 240 sao. Đó, nè đồ đế đế nè các bạn. Hai có hai món này, ba món. Ba món đại đế. Mình chả biết đúng không. Đây 70 sao nè. Nè 274 sao nữa trời. Đồ cái này là đồ gì ta? Luyện khiếu mặt, luyện mặt trăng, cái sửa mặt trăng. Cái này như áo nhìn quen phải không? Áo đại đế đúng không? Không, lộn sao á. Đó, trăm mấy nè của người ta nè, nón đại đế. Chết tiệt. Đấy thì các bạn thấy ATK nó lên bao lâu đó, hồi đó nó vã các bạn á, bây giờ các bạn chưa lên nữa, người ta đã full rồi. Bây giờ nó thường hồi đó nếu mà nó vã một lần bay 3M lính thì bây giờ nó có thể lên 5-6M, 7M. Nó vã như thế là chết rồi. Nên là nói chung là lên là hên xui. Ở bang này đang tình hình là sắp tới là mình cũng đi du lịch 3 ngày với cái bang HTM. Cái tội là lo bận tiếng Việt rồi đại học phái không rớt hai nhiệm vụ rồi. 1750 nhiệm vụ, 1750 điểm. Nhưng mà mình đang xịt hai nhiệm vụ tạch thủ. Cái tình hình tạch thủ luôn á, xa luôn. Ở đây mình biết là mình sẽ bị đá ra ngoài rồi. Bây giờ mình đang tập trung mình thu được nhiêu điểm thì được, đó là cái này đến đây là mình làm cho ban thôi, còn việc mà bị đá là chắc rồi, bao luôn. 2/5 mình đang làm nhiệm vụ thứ ba nha, đang làm nhiệm vụ thứ ba là mất hai nhiệm vụ rồi nè, mất thời gian, không có thời gian làm vô game nữa thì nó hơi cay tí đó. Thì thế nào cũng bị đá ra, nhưng mà mình làm thì vẫn làm. Nếu mà còn săn quái á, trong cái thời gian sự kiện của các bạn hỏi là ủa ban trong thời gian sự kiện có săn quái không? Săn chứ bình thường, săn bình thường luôn. Đấy thì nè, hôm nay nè, ngày 7 tháng 4 rồi 7 giờ sáng, 12 giờ, 2 con là 3, 6, 7 con rồi nè. Ạc này mình săn 8 quái luôn. Mình gánh ạc boss của mình 8 quái với ạc kia thêm 7 quái nữa là 15 quái, 3 ạc. Mình gánh 3 ạc, gom lại 15 quái mình xin được đâm vào cái ạc boss. Đây mình đang lên trận bệnh xá.
và đăng lên thêm cái đống này nữa, khổ lắm, 37k game. Nói chung khi mà các bạn đi ghét á thì các bạn nên chú ý về cái vấn đề như là bây giờ tránh cái trường hợp mà lựa những thằng mà nhà có số sao nó cao nha. Tại vì hồi trước nói chung là nó đã khó rồi, đã khó về cái vấn đề mà ghét thì kia thì các bạn nên tránh. Và những ca mới á, thường thì nói chung chỉ có những thằng nhà giàu nó nạp thì mấy thằng đó thì ít gì nó cũng cham được số sao nó mới cao thôi. À, còn những thằng bình thường á, đồ vàng trở xuống thì kia thì ít ít thằng nào mà nạp với cái số lượng mà cỡ đó, nếu mà nó nạp cỡ đó thì nó đầu tư về lính đồ này kia, trang bị này kia, đá này kia rồi, chứ không phải là đầu tư về cái số sao mới, sự kiện mới ra, có nhiều thằng nó chả thèm để ý. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem một số thằng nó kiểu như đánh nhau nè. Rồi nó đổi đồ các bạn, nó đổi đồ này, nó sớm mình thấy nó để ok mình ta. Ôi giời ơi, ca mình thì hiện tại là chiến cũng nhiều lắm, nhưng mà thường người ta sẽ đổi đồ à. Ôi lên đây thì nó thấy là đồ đại đế không. Ok. Ôi shit, chỉ một cái mẫu cũng không có. Này là đồ như tốc độ này. Nó chả bao giờ người ta sẽ không bao giờ người ta xài cái thuận, mặc dù full gần full hết bộ bộ báo đăng kiếm nhưng mà tài thuận người ta vẫn không xài các bạn. Thấy không? Là người ta đâu có xài. Đây là bộ này khí hơi. Mình chả thấy lần nào nó để đồ công hết ta. 8. Thế ước. Tầm này là khó khăn rồi. Cái này đồ đét. Cái tay mà thường thì người ta sẽ không để đồ công sẵn đâu, thường người ta để đồ xăng là chính. Cham thì khỏi nói rồi, nói chung cham thì có tay nè, hai chén một nhỏ, cái này đét cũng được các bạn, dùng để đét hoặc là đi công vẫn bình thường. Thôi là không có cái review thôi. Để mình xem còn cái gì để mình nói cho các bạn. Các bạn đi đét á, thường thì hỏi là cái tâm lý mà các bạn đi đét á, thì mình cũng mong là các bạn thử cầm một cái hạt nhỏ nào đó, các bạn tạo một cái hạt nhỏ mà đủ lính khoảng 1 m lính á, các bạn đi đét trước đi. Đi đét solo mình, các bạn thêm lên YouTube các bạn xem thêm những cái màn mà đi đét rally hay solo á, các bạn học hỏi mình biết cái gì mình cần làm trong khi mà mình đét, chứ không phải là lên đợi tôi lên đủ lính rồi 5 7 m lính chục 10 m lính rồi tôi hay đi đét, nó là sai lầm các bạn. Mình các bạn thêm tạo thêm một cái à khoảng 1 m lính 2 m lính các bạn đi đét, tập cái kỹ năng đét, chứ không phải mà đợi mà đủ lính mới đi đét thì cái kỹ năng bạn không có, kỹ năng không có là bạn lên đường liền bảo đảm, tại vì không biết cũng đó là nên làm cái gì hết. Cái tay thì run, sợ sợ cháy, sợ chết lính, sợ bay à. À thì khúc đó là chữa lính cũng không biết chữa, tẩy điểm không biết tẩy. Tẩy điểm thì phải tẩy sẵn rồi đấy, nhưng mà không biết khúc đó là có tải chưa. Dấu bấm lộn dấu tướng vô hầm, dấu thủ lĩnh vô hầm đó, không biết rồi về bét tướng này kia đủ thứ hết, đồ đét này kia sẵn sàng chưa, về hết biết được đồ luôn. Rồi nó sờ ba mà nó đẩy liên tục không biết đường, người ta không không có biết cái kỹ năng đét. Thường nếu mà mình hồi trước á, cái lúc mà mình mới đi đét á, nó thật là có thằng em mà nó ngồi sát bên á, nó bảo là thôi giục mẹ cái điện thoại đi, nó thật, nó kêu giục cái điện thoại đi, chứ đét gì mà tay rung, ta ta rung rung tay luôn, nó ngồi là nó thấy sẵn sàng rồi là rung tay luôn đấy. Bây giờ lúc đó là cháy thật, cháy à, không đi đi đét rung, rung vậy là cháy lên đường. Nhưng mà sau này thì cái kiểu như sao mà cái đêm mà mình bị ạt này luôn nè, ạt này thì mình mới có tới 4, mình bị zero mới mới đêm đầu có tới 4 thì nó mừng lắm. Nhưng mà quên khiên, mừng quá quên khiên, ngủ quên tới 2 giờ sáng thì vô vớt xác á. Thế là sau này thì sau được mấy bữa nữa, lên được lại mấy bữa nữa, cũng lên tới 4 nữa, ăn này nữa thì cháy thêm lần nữa. Đó là từ đó tới sau là đi đét chết bình thường. Mình chết một lần 3 4 m lính chết bình thường. Thì các bạn khi mà các bạn đã quen, các bạn không sợ chết lính, đi đét là không sợ chết lính nha. Còn mà đi đánh người ta thì các bạn đừng để lính các bạn đi lên là các bạn đừng có sợ chết, chết thì mình luyện lại. Tại vì nếu mà các bạn đi đánh người ta mà các bạn sợ chết lính, bây giờ các bạn để cho nó càng bệnh xá nó chết bỏ uổng không, đi đánh đi chơi đi hoặc là đi đét
các bạn ạc nào cày chay thì các bạn đi dead, nên đi dead nhé, đừng có lên đi đánh tùm lum tà la chết, đừng có báo mình hỏi báo này kia, cầm ạc nhỏ mình tập cái kỹ năng trước. À này, mình đang lên lính để mà đi bệnh xá để mình đến rally, mà chả biết mà gặp mấy cây cha nội này ở đây thì nó vả một lần thốn, thấy thốn quá rồi mình chả dám gỡ khiên, không dám, bây giờ chả biết sao. Đấu trường rồng á thì dạo này mình đã không làm về cái đấu trường rồng nữa, trong khi cái thời gian mà mình đi làm á, trong cái này thời gian mình đi làm nó 23 giờ, giờ này mình mới đi ra các bạn, mới ra ca thì không có thời gian đâu mà đi đấu trường rồng được, thì cũng không có hướng dẫn gì chia sẻ thêm cho những bạn mới chơi mới biết về cái kênh mình. Thì chém gió nhiều là cũng nhiều lắm rồi các bạn, các bạn cần chia sẻ gì thì để lại bình luận giúp mình nha. Còn mình có hướng một cái clip nữa là có nên đổi trận khi mà dead về dead khuyết không á, dead khuyết có nên đổi trận không á, thì ở có thể là một hai clip sau á, hoặc là một vài ngày sau á, tại vì mấy bữa nay deadline dí quá, thì một vài ngày sau nữa thì mình sẽ nói về sơ sơ về cái vấn đề trận này kia nha. Trận lại cái này mình đã từng nói rồi nhưng mà nó không có chi tiết về, kiểu như về chi tiết về cái trận thôi, nên sử dụng loại nào là chính, đó là dùng về dead. Còn như các bạn hỏi về khuyết xây trận này kia thì ở clip sau mình sẽ nói thêm. Đó thì không biết là các bạn có cần chia sẻ gì á, thì các bạn để lại bình luận. Những bạn nào, những cái nào mà mình chia sẻ rồi thì mình cũng mong là các bạn qua cái kênh của mình vào cái một video danh sách phát á. Thường mình sẽ để những cái mà các bạn, những cái cần thiết mình sẽ để dưới cái vào cái mục series tân thủ cho những bạn mới chơi. Những bạn mới chơi á. Nhưng mà các bạn hỏi anh ơi sử dụng trận thế nào hoặc ken lính thế nào, thì đó là mình nói là mình bảo là mình đã làm rồi, mong các bạn có thể là qua cái danh sách phát đó bằng tìm cho bạn bảo là cho em xin cái link. Thật sự với các bạn ở đây không phải là phục vụ tận tình đâu nha, mình đã làm rồi thì cũng mong các bạn là đừng có lười, mình làm rồi, mình đã xin mình làm cái clip rồi thì cũng mong các bạn là không có lười để đi tìm video giùm mình, đi qua gõ nhẹ một cái là cũng có rồi đấy, ken lính hoặc là đổi trận, trận này kia thì nó đầy hết, nó lựa kênh mình mà xem hoặc là qua kênh khác xem, người ta cũng nói bình thường, đó là chuyện bình thường. Như vậy ông lại bảo là hỏi này kia, hỏi những cái mà người ta đã nói rồi. Ở đây á, mình đã từng nói là mình không rep những tin nhắn mà mình kiểu như mình không, mình đã nói rồi thì mình cũng nói là không rep, nhưng mà thật sự thì hầu hết là mình đã rep. Trừ những cái bình luận nó bị ẩn thôi các bạn, nó ẩn, YouTube nó ẩn á, hoặc là nó kiểu như trả lời thì nó không hiện lên cho mình, nó không hiện thông báo cho mình không thấy tin nhắn, mình lọc lại cũng không có luôn các bạn, tại vì mấy cái bình luận trả lời á mình lọc là nó cái đó là mình phản hồi rồi, các bạn trả lời thêm nữa thì mình nó không thông báo mình là mình thua luôn, mình không kiếm được. Thì clip của mình tới đây là kết thúc nha, nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký cũng như là bình luận, cần chia sẻ gì thì để lại bình luận giúp mình. Đăng ký ủng hộ kênh mình sớm đạt được 1.000 người đăng ký, còn hơn 100 đăng ký nữa các bạn, giúp mình nha. Còn hơn 100 đăng ký nữa thì kênh mình đạt được 1.000 người đăng ký rồi. Mình cũng mong là các bạn đăng ký ủng hộ mình. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp mình. Bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Mình sẽ chia sẻ những cái mà các bạn cần chia sẻ. Đấy. Dạo mấy nay thì mình đang đại học văn phái với là deadline quá, mình là sinh viên, hiện tại mình đang sinh viên thì deadline dí quá thì mình không thể nào mà làm được cho các bạn xem, mình ra clip hơi trễ, mong các bạn thông cảm cho mình. Và giờ này vẫn còn làm mà tí đi làm nữa rồi. Tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem video vui vẻ, một ngày vui vẻ, dead thật tốt, và chúng ta sẽ nói về vấn đề sau như là thiệt hại một tí về cái vấn đề như cái này nó mới ra này, thấy một tí là hơi su rồi đây.